Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token CBC các bạn. Như là Shiba đó bạn, Shiba SC. Thì chương trình này góp này random cho 1.000 người may mắn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà đúng không nữa. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram đó nè. Trên kênh Telegram nó bằng John dạo các bạn. Hiện tại mới có 413 member thôi. Rồi tiếp tục bằng follow Twitter nữa các bạn. Follow Twitter nữa. Trên Twitter nó bạn theo dõi nha các bạn. Limit 1.000 NFT. Rồi các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với Twitter và tan 3 người bạn mình vào nữa các bạn. Ôi sorry các bạn, để mình rồi các bạn giờ để follow Twitter xong thì bạn nhấp vào link retweet nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chích dẫn cái tweet. Rồi coi có dán hashtag không các bạn. Like và retweet cho tăng 3 người bạn thôi bạn, không cần hashtag nha bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào đây nè, bạn tweet lên nè. Sau đó thì bạn mới up lên inform nè. Các bạn join tiếp kênh channel đúng các bạn. Chào này các bạn làm nhanh các bạn. Rồi mà đã chôn xong rồi các bạn. Thì các bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền đủ xin em Twitter cho các bạn nha. Win V nè nè chít. Nè nè chít nè các bạn. Tiếp tục bằng gỡ lên link quýt nè. Thì bằng mà Twitter cho các bạn nghe nè. Các bạn nhấp avatar nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn. Hiện tại mới có 412 người. Rồi ta hết biết tới. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục bạn điền là username Telegram tất cả bạn nè. Thì bạn mở Telegram tất cả bạn ra nè, không nhấp bao các bạn cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nè. Còn anh 3 số 1, 3 số 2. Sau đó bạn gửi địa chỉ với bên Bisa Machine B20 trên chiếc chocolate của tất cả bạn vào nha các bạn. Mình sao chép nữa. Rồi các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn kiểm tra thông tin đầy đủ chính xác không các bạn. Nếu thông tin đầy đủ chính xác xong hết thì bạn chỉ bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp bạn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token Shiba Ascent này của thúc. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.